Thôi chứ mình dùng thang máy là C. Là 3, C là 7. Trong cái đầu luôn. Đấy. Được, cầm này. Bắt C là được. Đây. Không đâu. Ê, ăn con gạo nha. Mình cho con gạo, ăn hút vô, dập con gạo đâu. Thắng cái gạo đâu đi. Rùa quá. Quá ăn kè, ăn ăn hai con rùa. Cái bên, bên dưới bên kè nhạc nhạy cho rùa. Cho phải đi, ta phải hàng, phải hàng. Gà xì với tay gì nữa, xì bánh tiết quá. Để cái đó thì chắc chắn là nó thẳng rồi chứ còn đường rồi nữa đâu. Không di chuyển được. Hay gì do bay dở đó. Đây. Cho phải phải còn cái tủ chứ gà nhi đó tôi còn biểu. Cái gần câu đá trên hai khóa nhiều ngày đâu thôi. Không làm đá dễ vô hơn. Mà không thua ông. Gà làm đá thì quá. Gà xí này sẽ bắt sao ta? Đó rồi. Xíu nào. Biết cái đó là lại rồi. Hai người đã gối được một người. Quá để cái đó quèo cởi thả xuống trái. Để cái lỗ to quá. Kẹp vô. Tính rồi chưa? Chưa đá thì ba rồi nữa. Cái trái nha. Ok. Vô. Gà này cho ba không có gì mà nhiễm mà không có gì mà sợ. Nó sẽ lúc như mấy bữa thì được. Vô 90% rồi đó. Giờ sẽ đắt phía quá. Cho ba phía quá sao vậy. Thắng bây giờ sao kéo được. Quan trọng quá, quan trọng cái banh đó. Đúng rồi, cái banh xài là xuống. Thì cán banh là nhìn tôi biết không, không kéo được rồi. Đó, cán gì thì mai mới kéo. Ồ, dài là hết kéo được rồi. Dài nó thẳng rồi. Đó. Vậy chạy. Cán cái banh là tôi biết không đó thẳng. Mà đủ nó đang nói chuyện. Bây giờ cái gạo đi. Đi dứt vô. Chút luôn. Dạy lắm. Bóng ngày. Dạy lắm. Cũng dạy lắm. Cái tiền banh vô. Tiền banh như thế không? Banh nó lỏng quá. Nó kém được. Đó là sản xuất bị dính. Cái đó là 5.000 rồi đó. Đẹp. Dọc. Đó.
thú. Buồn dữ vậy hả? À, ta buồn dữ vậy hả? Tôi thấy nó đá bình nhiều khi cũng đâu có vô đâu. Không phải lúc nào cũng vô, nhưng nhiều khi nó cũng vô, nhưng mà được cái nó bành lúc nó cũng giữ trong chân như đó. Cái chân năng nó hay. Tưởng là cực gạo chứ. Đủ. Nó nghĩ này là sao không có lại đủ. Đủ. Phải chết gạo như thế này. Sao đi, là chính sao đó. Là như thế sao đó. Đủ, biết lượng mà. Hay giờ cũng thua rồi. Rồi. Giật dưới cái giờ đó là anh đánh rồi. Ta bài của anh đi. Ngọc lửa này đó.
Thầy Quang ngày sau đó thì bán nữa. Ngày sau đó bán nữa đâu? Mình xong cái này đi. Ngã lị mình chơi cơm gạo hoài luôn. Ăn gà nghỉ này còn 5 phút. Thù ăn rồi mà.